Chắc các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Phiếu giờ 125/2019 dọn như cái chiếc quầy thái đẹp đến thúc hồn. Khoác cho mình một cái bộ cánh của cái chiếc quầy 125i ở bên Thái Lan. Phong cách của nước bạn đầy phá cách. Chèn chân của cái chiếc phiêu chờ 125 trở nên mỏng manh hơn, nhưng rất là mỹ với cái niềm nhâm Excel. Còn rất nhiều thông tin từ bản đồ hôm nay mình muốn chia sẻ đến anh em. Cái phần đầu rất là bật với cái cụm thắng Rainbow Costa Costa. Đây là hàng hiệu tích hợp thêm cái bình dầu Ramax của CNC Racing, dùng để kiểm soát phanh trước của con xe. Riêng cái gói combo này đã ngốn hơn 7 củ. Chưa tính cái phần lực cụm tăng tốc đường màu đen kết hợp cùng với con ga Titan cũng phải hơn 2 triệu đồng nữa. Cái phần ốp đầu được nhấn nhá nhẹ nhàng bằng các chi tiết carbon rất sang chảnh, phát họa cái style của cái chiếc quay 125i, nên một vài phụ tùng chính hãng cũng phải được thay mới, giống như là cái chó đèn trước hai bóng, mặt nạ trước cùng bớt cái lỗ bắt cái rổ, hoặc cái lốc máy được sơn cho màu đen bóng, đặc trưng của những cái chiếc quay ở bên xứ chủ bài. Chèn chân hấp dẫn hơn với cái niềng nhôm Extreme, mức giá hơn 7 củ cho một cái cặp niềng siêu cứng, siêu đẹp. Cái mẫu niềng này có trọng lượng rất nhẹ, giúp bị chia tách nhanh hơn. Hệ thống phanh được nâng cấp với đĩa gaffer KTM, đi cùng với cái lồng nhôm CC kết nối vào con heo Rainbow Bridge 2 bit để xứng. Giá trị của dàn chân này cũng đã ngốn hơn 15 củ, chưa tính những chi phí phát sinh như là chạy cái phát CC cùng với ốc kiểu đi kèm. Cái phanh sau vẫn giữ nguyên phanh đùm nhưng nhấn nhá bằng cái càng thắng Takawa của cái đến từ Sebring, cùng với đó là kèm ốc đỏ và trắng. Trang trí riêng cái chi tiết này cũng đã ngốn 1,5 triệu. Nói đôi chút về một cái bản độ, một cái dòng xe thường hướng tới là những cái phục như là Quest X, Harley, Knight, Henderson. Thì đây lần đầu tiên chúng ta sẽ bắt gặp được một cái hiệu đến từ Katek được trang bị trên chiếc xe này. Nhìn trông có vẻ bình thường, một cái tông màu đen không có cái gì là mắc, nhưng giá trị của nó rất cao, có thể nói là không thua kém gì Harley một tí nào. Và đây cận cảnh hơn để em ấy xô nhẹ những điểm nhấn nhỏ như cái chân sơn đen của bộ Titan của ống xả Sonic và vài cái chú lông đền nho nhỏ xung quanh chiếc xe. SX 150 dọn đẹp khách hồn với lọc đồ chơi hàng hiệu. Cái chiếc Honda SX 150 của Ý, một dòng xe tay ga cao cấp và được yêu thích nhất là trường Việt Nam, đã có rất nhiều bản đồ xung quanh cái mẫu xe này. Hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến các bạn về một cái bản đồ khác được phối những món đồ chơi làm tôn lên cái sự đẳng cấp của chiếc xe gấp nhiều lần. Đầu tiên, cái phần đồng hồ hiển thị zin được thay mới đồng hồ Casio sản xuất dành riêng cho SX Ý đời cũ, nên rất tiện lợi trong việc lắp, không cần chế cháo một chi tiết cái phần cứng nào. Cái ốp ổ khóa cũng được làm đẹp bằng cái viền titan khá nổi bật. Cái kính chắn gió trong của Blue Blaze cho chọc SX 150. Theo như chia sẻ đến từ anh Long, là chủ nhân của con xe độ này, anh đã nói với chúng tôi chiếc xe được trang bị cho mình cái cặp tay Rainbow AZ19 ở bên phần tay thắng phải, tận dụng luôn cái tay con của AZ16 để thay tay thắng kiểm soát cái phanh phía sau. Chèn chân trước sau được trang bị cái đĩa của Kinrush size là dành cho SX 110. Việc thay mới hồi cũng đã tốn rất nhiều công chế cháo, cùng với đó là thất lòng gì nữa của một cái dòng xe đi hiện nay hay đầu đĩa. Được gia công bằng chất liệu thép cao cấp cho khả năng chịu nhiệt cũng cao hơn và độ thẩm mỹ cũng cao hơn thông qua những góc cạnh được tạo hình rất bắt mắt. Và đây là cái bộ 4 Ross cái bản năm 2007. Cái cổ phát zin theo cái bộ được kết hợp cùng với cổ Titan, đem lại một thức âm thanh quy lực hơn cho xe. Giá trị cái dòng 44 Ross cái bản năm 2007 trên thị trường hiện nay rất cao. Một cái cây còn mới lên tầm từ 12 đến 13 triệu đồng, thậm chí nhiều cây còn có giá trị 18 triệu đồng, khiến nhiều người chơi phải nhức đầu. Phần ốp gió được ốp chặt bằng bờ đem một cái nhìn xinh tươi hơn, trọng lượng cũng được giảm đáng kể. Chi tiết cuối cùng đó chính là một cái cặp phục Harley bình dầu rời dành cho SX 110. Việc thay thế và ở dụng hoàn toàn không cần chế cháo một chi tiết nào.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại, nhớ like, subscribe.